Ca cấy ghép tim lợn cho người được thực hiện đầu tiên bởi Mỹ. Bạn đã xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Mặc dù còn quá sớm để biết liệu ca phẫu thuật có thành công hay không, nhưng điều này đánh dấu một bước tiến trong nỗ lực kéo dài hàng thập kỷ khi sử dụng nội tạng động vật để cấy ghép cho con người. Theo các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Đại học Maryland, ca cấy ghép cho thấy một quả tim từ động vật biến đổi gen có thể hoạt động trong cơ thể người mà không bị đào thải ngay lập tức. Bệnh nhân David Bennett, 57 tuổi, sống ở Maryland, biết rằng không có gì đảm bảo thử nghiệm sẽ thành công, nhưng ông đang nguy kịch, không đủ điều kiện để cấy ghép tim người và không còn lựa chọn nào khác, hoặc là chết hoặc thực hiện ca cấy ghép này. Tôi muốn sống, đó là lựa chọn cuối cùng của tôi, ông Bennett chia sẻ một ngày trước khi phẫu thuật. Ca phẫu thuật vào ngày 7 tháng 1 kéo dài 7 giờ tại bệnh viện Baltimore. Tiến sĩ Buckley Griffith cho biết tình trạng của bệnh nhân suy tim và nhịp tim không đều khiến ông không đủ điều kiện để cấy ghép tim người hoặc bơm tim. Griffith đã cấy ghép tim lợn và khoảng 50 con khỉ đầu chó trong hơn 5 năm trước khi đưa ra lựa chọn cho Bennett. Van tim lợn cũng đã được sử dụng thành công trong nhiều thập kỷ ở người. Con trai của Bennett cho biết cha anh đã nhận được van tim cách đây khoảng 10 năm. Ngày 10 tháng 1, ông Bennett đã thở được trong khi vẫn kết nối với máy tim phổi. Vài tuần tới sẽ rất quan trọng khi ông Bennett hồi phục sau ca mổ. Các bác sĩ sẽ theo dõi sát sao tình trạng tim của ông. Sự thiếu hụt rất lớn các bộ phận cơ thể người để cấy ghép khiến giới khoa học phải cố gắng tìm ra cách sử dụng nội tạng động vật để thay thế. Tiến sĩ Muhammad Mohiuddin, giám đốc khoa học chương trình cấy ghép động vật sang người, Đại học Maryland nói, nếu giải pháp này thành công, sẽ có một nguồn cung cấp vô tận cho những bệnh nhân đang nguy kịch. Nhưng những ca cấy ghép như vậy trước đây đều thất bại, phần lớn do cơ thể bệnh nhân nhanh chóng từ chối nội tạng động vật. Năm 1984, Baby Fair, một trẻ sơ sinh, đã sống 21 ngày với trái tim khỉ đầu chó. Nhưng lần này, các bác sĩ phẫu thuật ở Maryland sử dụng quả tim từ một con lợn đã trải qua quá trình chỉnh sửa gen. Họ loại bỏ một loại đường trong tế bào của lợn, nguyên nhân gây ra sự đào thải nội tạng siêu nhanh. Trong nhiều năm, các nhà khoa học đã chuyển hướng nghiên cứu từ động vật linh trưởng sang lợn. Tháng 9 năm 2021, các nhà nghiên cứu ở New York đã thực hiện thí nghiệm cho thấy những loài lợn biến đổi gen có thể sử dụng cho việc cấy ghép từ động vật sang người.